có chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Cẩm Nang Tiểu Học. Video hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em quy trình viết chữ hờ viết hoa cỡ lớn. Đây là chữ hờ viết hoa cỡ lớn. Chữ hờ viết hoa cỡ lớn có đặc điểm là cao 5 ly và được viết bởi 3 nét. Nét 1 là sự kết hợp của hai nét cơ bản, cong trái và lưỡng ngang. Nét 2 là sự kết hợp của 3 nét cơ bản, khuyết ngược, khuyết xuôi và móc ngược phải. Nét 3 là nét thẳng đứng giữa đoạn nối của hai nét khuyết. Bây giờ các em hãy theo dõi video hướng dẫn quy trình viết chữ hờ viết hoa cỡ lớn nhé. Chữ hờ viết hoa cỡ lớn cao 5 ly được viết bởi 3 nét, cách viết như sau. Nét 1, đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lưỡng ngang. Dừng bút trên đường kẻ 6. Nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút và hơi lượn xuống để viết nét khuyết ngược, rồi nói liền sang nét khuyết xuôi. Đến gần cuối nét khuyết thì viết tiếp nét móc ngược phải. Dừng bút ở đường kẻ 2. Nét 3, từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên viết nét thẳng đứng ngắn, cắt giữa đoạn nối hai nét khuyết. Để khoảng cách giữa hai nét khuyết vừa phải, không hẹp hay quá rộng. Hai đầu khuyết đối xứng nhau. Bây giờ các em hãy quan sát lại video hướng dẫn cách viết chữ hờ viết hoa cỡ lớn nhé.